con tưởng mẹ thực sự hài lòng về Miran nên mẹ tán thành cho tụi con. Mẹ hy sinh Miran để che giấu chuyện con đồng tính đó hả? Con có nấu cháo trắng cho mẹ đây, mẹ ăn một chút đi mẹ. Không cần đâu, ra ngoài đi, mau đem ra đi. Chúng ta mời ba ruột của Doran tới nhà chúng ta, rồi cùng nhau dùng bữa tối đi con. Mọi người thấy có được không? Mời ai hả mẹ? Tài xế Can hả? Con cũng nghĩ là chúng ta nên đi chào hỏi ba của chị dâu đi. Nếu như mọi người nghĩ như vậy thì cứ mời tới đi, con ra ngoài. Hôm đó con có chút việc bận rồi. Chúng ta không thể mời khách nếu con không có ở nhà, không cần hấp tấp. Dạ thưa mẹ, bữa khác. Cứ vậy đi, để rút à.